trải bài ngắn, chọn một tụ tarot. Câu chuyện tình cảm 3 tháng tới có gì? Các bạn sẽ chọn một món đồ cảm nhận hợp năng lượng. Và ở đây trải bài có hai món đồ đó là cây nhang và chuông đồng. Hít thở thật sâu 3 lần rồi chọn nhé. Khi cái lá bài này xuất hiện là nó sẽ nói lên một cái việc bạn đang trong một cái giai đoạn rất là khó khăn vì đầy cái mâu thuẫn giữa hai người. Và các nhân vật trong cái cuộc tình này đang gây chiến với nhau. Không có bất kỳ nỗ lực hợp tác hay sự đồng thuận nào xuất hiện ở đây cả. Và các bạn phải chuẩn bị cho một quãng đường đầy cam go và thử thách sắp tới. Điều bạn cần là bạn phải cần kiên nhẫn hơn để bạn có thể hoàn thành được mọi thứ. Nhưng mà nó không phải là những căng trở lớn lắm, mà chỉ là những cái khó khăn nhỏ và những phiền toái mà thôi. Dù muốn hay không muốn, bạn vẫn là một cái nhân tố trong cái môi trường cạnh tranh khốc liệt tình cảm. Có thể là tình cảm ba người, hoặc là tình cảm giữa gia đình ngăn cản không cho các bạn quen nhau. Thì đây là một cái sự cạnh tranh bất đồng. Và hy vọng là cái trải bài này khuyên các bạn đó là cạnh tranh làm sao để giúp bạn và những người khác xung quanh bạn đạt được những mục tiêu thực sự của bản thân. Và có một cái dấu hiệu rất là tốt khi được khác về khía cạnh tình cảm. Nếu bạn đang quan tâm đến một người lớn tuổi hơn mình, một người nhiệt huyết, tốt bụng và ấm áp, bất kể người bạn đang quan tâm là ai hoặc có liên quan đến ai, thì lá bài này vẫn hàm ý rằng người bạn yêu có thể cần thời gian để suy nghĩ thông suốt về những gì anh ta hoặc cô ta cần và điều gì họ muốn xảy ra trong mối quan hệ với bạn. Và điều quan trọng là bạn cần phải biết kiên nhẫn và mở lòng mình ra khi họ tìm được ra câu trả lời cho những thắc mắc đó. Hãy tiến từng bước một cách chắc chắn trong mối quan hệ này. Và theo như trải bài thì có một cái năng lượng của sự từ chối và chối bỏ hay không được chấp nhận. Bởi vì có vẻ như là người đang bị tổn thương khi bị ai đó từ chối. Vì tình cảm này là không ngoài mặt về cảm xúc cho bản thân, mà còn có sự tương trợ lẫn nhau. Khi bị từ chối thì nó có thể trở thành một trải nghiệm rất khó khăn về cả tinh thần và vật chất. Và những khó khăn chỉ là trong những khoảnh khắc nhất thời mà thôi. Các bạn hãy đi đến những cái nơi mà khiến cho tinh thần của bạn cảm thấy tốt hơn. Hay nơi đó nó sẽ trao cho bạn một cái sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Và có vẻ bạn đang cảm thấy một điều gì đó đang kìm hãm bạn tìm đến sự tự do bởi một số cái lý do không có rõ ràng lắm. Nhưng mà tự nhiên bạn sẽ cảm thấy mình mở lòng hơn với tình yêu. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ nhận ra rằng là mình đang được yêu rất là nhiều. Một cách rất là thần kỳ nha các bạn. Hãy mở lòng mình ra. Nếu như hai bạn đã cam kết và hứa hẹn nhau trong cuộc tình này, thì mối quan hệ có thể sẽ trở nên gần gũi và đem lại sự hài lòng cho cả hai. Vấn đề duy nhất là các bạn phải xây dựng cái tình yêu của cái quan điểm là chúng ta sẽ tốt đẹp hơn và hãy suy nghĩ tích cực hơn về mối quan hệ này. Các bạn chuyển từ cảm giác là thiếu an toàn sang một cái suy nghĩ bạn an tâm hơn. Cho dù bạn bị tổn thương cái gì chăng nữa, thì đây là lúc mà bạn cảm thấy là viễn cảnh mới bắt đầu cho chuyện tình cảm của bạn. Sự tự tin của bạn giờ đây đang được dần được tái tạo. Và hãy tin vào cái lý do khiến cho bạn cảm thấy thoải mái cũng như là tự tin tiến vào trong cái mối quan hệ. Hoặc là làm cho gắn kết thêm khi các bạn đã cam kết với ai đó. Và đây là thông điệp Oracle mình muốn gửi cho các bạn. Kính gửi cái đấng tối cao, tôi đã sẵn sàng tha thứ cho bản thân của mình và người khác. Tôi muốn thực sự đạt được những gì tôi muốn, đó là sự bình an và cũng như là sức khỏe. Và kế đến là thông điệp New Dragon sẽ gửi đến các bạn, đó là các bạn hãy cố sử dụng cái trực giác của mình, lắng nghe những tiếng thì thầm của con tim và sử dụng trực giác của mình để giúp cho mình ra những quyết định. Tin vào trực giác của nó, bất kể nó là bất cứ thứ gì. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Một năng lượng đã biết kiềm chế bản thân của mình.
Trong một thế giới đầy rẫy cái đam mê và lôi cuốn, bạn đã tìm thấy được giới hạn cân bằng cho mình. Và bạn không có thể gây kích động ở bên ngoài, mà bạn đã tìm thấy được sự yên tĩnh trong cái tâm của mình. Một thứ bạn đang giữ cân bằng rất là tốt. Và sau khi bạn có sự yên bình trong chính bản thân của mình, thì bạn tìm được sự yên bình và sự từng trải trong các mối quan hệ mới của mình. Vì bạn đã biết xem là cái lỗi lầm của mình đã gây ra trong quá khứ. Và quan trọng là bạn đã tha thứ cho chính mình và cũng như những người khác gây tổn thương cho chính bạn. Và nếu như bạn đang tìm kiếm người yêu, thì trong 3 tháng tới, người yêu của bạn sẽ là một người rất thoải mái và hào phóng về cả thời gian và tiền bạc. Cái người này họ rất là cho biết cho đi nha các bạn. Và họ biết khuyến khích người khác đạt được những thành tựu giống như họ. Họ sẽ ủng hộ bạn và hỗ trợ bất cứ khi nào mà bạn cần đến họ. Đây là một người có khí chất ổn định và điềm tĩnh. Và nếu như bạn đang có gắn kết với một người, thì cái người bạn đang yêu có thể đang rơi vào một trong những cái giai đoạn khó khăn của cuộc đời họ. Cái vấn đề này liên quan đến công việc nha các bạn. Có thể là họ không tìm được việc làm. Hãy giúp đỡ họ và nhắc nhở họ rằng cái giá trị của họ cao hơn nhiều so với những gì mà họ thấy và họ đang làm. Và cũng có thể là bạn sẽ gặp một cái người yêu hoặc là bạn, hai người có sự chênh lệch lớn trong thu nhập. Nhưng mà cái vấn đề này nó cũng không phải là vấn đề lớn. Đừng có suy nghĩ bận tâm về điều này nha các bạn. Và trong vòng 3 tháng nữa, cái việc mà bạn kết nối với cái trái tim của bạn để hiểu được cái nhận thức từ bên trong, bạn hãy tin tưởng những gì mà cảm xúc mách bảo bạn. Bạn tìm ra cách để khám phá tâm thức của bạn và kết nối với tinh thần. Đây nó dẫn cho bạn một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ để các bạn có một hướng đi mới. Và nếu như các bạn đang có tình yêu, mặc dù nó đang phát triển tốt, nhưng không hẳn là đang hoàn toàn bình ổn. Trước tiên, bạn hãy xem xét bản thân mình. Bạn thực sự đã giải quyết tất cả các vấn đề cần thiết để cho phép cuộc sống của bạn có một trái tim rộng mở hay không? Nếu như bạn đang trong một mối quan hệ tình yêu, thì thời quan hệ này có thể không hẳn phù hợp nhất với bạn. Và hãy suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn và cần trong cuộc sống này. Và thông điệp của Oracle chính là hãy hành động. Đây là một cái thời điểm rất là tốt đẹp để các bạn có thể hành động đạt được những ước mơ của mình và tiến về phía trước với tinh thần tự tin nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.